Wow. Chào tất cả các bạn. Hôm nay Thủy Thủy mời các bạn đến với chợ hoa Tết bên cạnh nhà Thủy Thủy. Chợ có rất nhiều loại cây cảnh và có các loại hoa đủ các màu sắc đẹp lung linh luôn. Hôm nay Thủy Thủy mời các bạn đi xem cây cảnh nhé. Có nhiều loại cây cảnh lắm. Bạt ngàn quất luôn này, đủ các thế này. Thế rồng trầu, thế công, thế phượng, thế bay lên này, thế đại bàng vỗ cánh này. Dáng cây rất đẹp. Nhờ bàn tay của các nghệ nhân tạo dáng bonsai. Cây quất này rất to, dáng rất đẹp, quả chữ cảnh luôn, có lộc, có hoa. Để Thủy Thủy quay cận vào cho mọi người xem hoa nhé. Cây quất nhỏ mini để bàn luôn. Chúng rất đẹp. Những bức tượng thật là hùng vĩ, đáng yêu. Bây giờ chúng ta đến với khu vực bán đào nhé. Đào cũng có các dáng các loại luôn. Giá cả thì cũng tạm ổn. Bán bao nhiêu vậy chị? 3 triệu ạ. 3 triệu ạ. Tán đẹp đấy. Còn đẹp. Vâng. Những cây đào nhỏ để bàn, hình dáng xù xì và rất nhiều nụ, nhiều hoa. Bây giờ chúng ta sang khu mai vàng nhé. Mai vàng năm nay trời ấm, nở bung hết cả rồi.
mai này đưa từ vườn hoa Sa Đéc Đồng Tháp ra đây. Bông hoa mai to, cánh dày, là loại hoa mai kép, rất nhiều nụ. Cả một đoạn phố rực rỡ với sắc vàng của hoa mai. Như nắng vàng của miền Nam gửi ra cho miền Bắc. Và đây là những cảnh tầm xuân, rực rỡ đủ các màu sắc, trông rất là đẹp mắt. Bây giờ chúng ta đến với khu mai trắng đẹp lung linh luôn nè. Dáng thế rất đẹp, các nghệ nhân tạo dáng bonsai với tính chất cây hoa mai khẳng khiu, điểm tô những bông hoa trắng. Nên trông cây hoa mai rất thanh cao, thuần khiết. Giữa cái ồn ào, tấp nập của những ngày cận Tết, không làm lu mờ đi nét thanh cao, cao quý của cây bạch mai này. Tuổi rồi, nhờ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân tạo nên dáng rất là đẹp. Đây là gốc cây lộc vừng. Có cả cây sung, cây khế.
Đây là khu vực bán các giỏ lan rừng. Rất nhiều giỏ lan đã ra hoa. Để mai Thủy Thủy đưa các bạn đến khu bán lan hồ điệp, đảm bảo là đẹp lung linh luôn. Đố các bạn biết đây là cây gì? Trông củ rễ đẹp quá. Đây là cây phát tài phát lộc, những người kinh doanh buôn bán thường hay trồng cây này ở cửa hàng.